Chúng ta đến với phần 2 đề số 5 trong cái chuyên mục giải 100 đề, top 100 đề rất là hay của chinh phục tiếng Anh lớp 5 sách giáo khoa mới đó các bạn nha. Rồi, vậy thì phần 2 thì cũng giống phần 1, chúng ta vẫn tìm vô những cái chữ mà chúng ta ghép vô đúng với cái hình của nó. Chữ đầu tiên, cup of coffee. Cup of coffee là cái cốc uống cà phê đó. Đâu, đây, cốc uống cà phê đây, đưa vô các bạn nha, đưa vào. Round, hình tròn, vòng tròn, nhìn qua thấy luôn. Đó, ok. Ship là con thuyền này các bạn. Con thuyền này không phải thuyền buồm nhá. Thuyền buồm nó là khác, ship là con tàu, thuyền đó. Thì nó không có cánh buồm, thì nó là ship này. Đó, tí nữa có cánh buồm thì nói. Do a magic trick là làm một cái trò ảo thuật. Đây, trò ảo thuật bên cạnh luôn. Nhìn vô thấy trò ảo thuật luôn, đưa xuống. Đây hình đau bụng luôn, tí thấy. Cough là ho đó, ho, bị ho này. Đây, thấy cậu bé này đang ho chưa? Đưa qua. Snake là gì? Con rắn đâu rồi? Con rắn đâu? Đây, con rắn này, snake. Ok, đưa qua nha. Sandwiches là những cái bánh mì sandwich đó. Đây, các bạn nhìn thấy bánh mì sandwich chưa? Đưa qua. Have a stomach. Stomach, các bạn để ý này, đây là cái gì các bạn biết không? Stomach cake. Have a stomach cake là gì? Bị đau bụng á, bị đau bụng. Vậy thì hơn nào? Đây cái bụng này, ôm bụng này, đúng không? Đó, thấy chưa? Ok. Play the violin là chơi đàn violin á. Đây, play the violin, đưa xuống. Chơi đàn violin á. Take a photo là gì? Chụp một bức ảnh. Đó, anh này đang cầm cái máy ảnh chụp này. Đưa lên. Đó, chụp một bức ảnh. Street là đường phố đó. Đây rồi, đường phố đây rồi. Đó, các thấy đường phố đưa chưa? Đó, đường phố đây. Đưa qua nha. Chopsticks là đũa đó. Đôi đũa đó. Đây, đưa qua. Đó, cái đũa này. Rice field là cánh đồng lúa. Đây, cánh đồng lúa này. Nhìn qua, đưa qua. Play basketball là chơi cái gì? Chơi bóng rổ này các bạn. Đó, cái hành động chơi bóng rổ. Đây, chơi bóng rổ bên này. Thấy cái hình này chơi bóng rổ chưa? Đó, cái quả bóng này, đưa bóng rổ này. Đó, play basketball, chơi bóng rổ. Christmas present là những cái món quà Giáng sinh đó. Đây, món quà của Giáng sinh cho các bạn đây. Đây, tặng quà này. Đó, tặng quà này. Đó, gói quà này. Walk along the seaside là gì các bạn? Đi bộ dọc theo bờ biển đâu rồi? Nhìn vô, đây, hai người này đang đi dọc theo bờ biển này, bạn thấy chưa? Đó, biển này, bờ biển này. Đi bộ dọc theo bờ biển này. Đây, walk along the seaside. Wear sunglasses là gì? Đeo kính râm á. Đây, đeo kính râm này. Đó, bạn thấy chưa? Đeo kính râm này. Ok. Talk on the phone là gì? Nói chuyện trên điện thoại. Talk on the phone. Đây. Đó, nói chuyện trên điện thoại này. Đó, cậu bé nói chuyện điện thoại này. Boat. Đây, đây mới là con thuyền buồm này. Đó, boat. Đây, thuyền có buồm, cánh buồm này. Bạn thấy chưa? Và swimming pool đây, hồ bơi này, đang vô hồ bơi này. Đó. Đó, như vậy là tất cả phần 2 của đề năm này thì chúng ta cũng đã được giải xong rồi. Và hy vọng các bạn thích các video này, các bạn tiếp tục đón nhận, đăng ký để các bạn nhấn các video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo, chúng ta đến với đề số 6.